một trong những bài thơ tình vô cùng nổi tiếng của nghệ sĩ Xuân Quỳnh, mà người mà chúng ta hoàn toàn có thể gọi là bà hoàng của thơ tình Việt Nam, song song với ông hoàng của thơ tình Việt Nam là nhà thơ Xuân Diệu, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích, đi sâu vào phân tích với một cái đề bài rất là quen thuộc ở trong bài thơ sóng, đó là phân tích hình tượng sóng và hình tượng em ở trong thi phẩm sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Để cùng xem là khi mà đi sâu phân tích về bài thơ này thì chúng ta sẽ phát hiện những khía cạnh nào mới lạ ở trong hình tượng sóng và hình tượng em nhé. Các bạn thân mến, chị đã từng nói với các bạn như thế nào rồi ạ? Đó là tình yêu thì luôn luôn khiến cho bản thân của con người chúng ta luôn luôn sẵn sàng vì ai đó và thay đổi một điều, không phải bởi lẽ vì tình yêu muôn thuở có bao giờ được yên. Cũng chính vì lý do đó mà chúng ta luôn luôn hy vọng và luôn luôn mong muốn được dành những cái tình yêu thương nồng cháy nhất đến người yêu của mình. Nếu như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói rằng là làm sao các nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nóng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Nếu như chúng ta nhìn thấy một tình yêu nồng nàn và sâu sắc, giống như muốn vồ lấy mà cắn, muốn vồ lấy mà ôm, muốn vồ lấy mà hôn trong thơ của Xuân Diệu, thì khi đến với Xuân Quỳnh ta lại bắt gặp một tình yêu của một người phụ nữ, đó là một tình yêu vẫn là tình yêu cháy bỏng, vẫn là một tình yêu không tới sự khát khao thủy chung, nhưng lại được diễn tả bằng những hình ảnh vô cùng nữ tính. Mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một hình ảnh, một hình tượng vô cùng nữ tính được xuất hiện ở trong thơ của Xuân Quỳnh, đó là hình tượng sóng, đúng không ạ? Trên đây thì ở phía trước thì chị đã cùng đi phân tích với các em, chị đã nói cho các em, cùng với các em đi tìm hiểu về cuộc đời, về sự nghiệp, đúng không ạ? Và đặc biệt là về sự nghiệp văn học cũng như là phong cách của nhà thơ Xuân Quỳnh ở trong những tác phẩm của mình, trong những bài thơ của mình. Bên cạnh đó thì chị cũng đã cùng với các em chúng ta đi khám phá những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Xuân Quỳnh, cũng như là đi tìm hiểu và phân tích sâu hơn một chút về hai hình tượng sóng và hình tượng em, cũng như là thể thơ của bài thơ sóng, bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Xuân Quỳnh, đúng không ạ? Xuân Quỳnh thì đã từng viết rằng là nếu ngày mai không làm thơ nữa, cuộc sống trở về với bình yên, ngày nối nhau trên các phố êm đềm, không nỗi khổ, không niềm vui kinh ngạc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những từ thơ của Xuân Quỳnh, để nếu như một ngày nào đó sóng không còn được vang vọng với những người trẻ, chúng ta không còn đến với những người trẻ như chúng ta nữa, thì chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem là sóng mang tới cho chúng ta những cảm xúc như thế nào qua thi phần này các em nhé. Rồi, ở trên này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích từng khổ thơ một, đúng không ạ? Đây là khổ thơ đầu tiên, của bài thơ sóng của Xuân Quỳnh. Chị sẽ cùng chị đã đi khổ thơ đầu tiên này đi lên trên đây rồi, các em đều có thể WhatsApp thấy, đúng không ạ? Chị sẽ cùng các bạn đọc lại khổ thơ này nhé. Dữ dội và xỉu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra bờ bể. Các bạn thân mến, rõ ràng là bài thơ này thì được viết theo thể thơ 5 chữ, đúng không nào? Và cách ngắt nhịp thì rất là linh hoạt, đúng không ạ? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Cách ngắt nhịp 2-3-3-2 rất là hợp lý, rất là ngắn gọn, rất là linh hoạt, và tạo cho chúng ta có một cái nhịp thơ giống như là những cái con sóng gợn đều nối với nhau và kéo dài đến xa tích tắc tận chân trời, đúng không ạ? Có thể thấy một điều giống như thế này, bản thân mỗi người chúng ta khi mà có cơ hội được đứng trước đại dương bao la, đứng trước biển, đứng trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, thì thường sẽ có những cái rung động nhất định. Huống chi là những người nghệ sĩ, họ là những người có một trái tim vô cùng nhạy cảm, một trái tim chứa đựng tình yêu thương. Chính vì thế khi đứng trước biển, đứng trước đại dương bao la, hầu hết thì những người nghệ sĩ đều có những cái xúc cảm trong mình, và họ biến những cái xúc cảm ở trong trái tim của họ cất lên thành những lời thơ, những câu văn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta có thể tưởng tượng ra được hình ảnh của một nữ sĩ Xuân Quỳnh khi đứng trước vùng biển diêm điềm của tỉnh Thái Bình, đứng trước đại dương bao la, đứng trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, đứng trước bản tình ca của biển. Xuân Quỳnh cất lên một bản tình ca mà lấy hình tượng chính trong bản tình ca của mình, đó chính là sóng. Ở đây, ở khổ thơ đầu, chúng ta đã thấy hình tượng sóng xuất hiện với những trạng thái đối cực, trạng thái đối lập, được miêu tả bằng những cụm từ đối lập với nhau, đúng không ạ? Dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ. Đây là những cụm từ trái ngược nhau và đối lập với nhau, đúng không nào? Và những từ ngữ này thì diễn tả hoàn toàn chính xác về những cái trạng thái của sóng, đúng không ạ? con sóng ngoài biển khơi. Khi biển dịu dàng, đúng không ạ? Khi trời yên bình lặng thì sóng dịu êm lặng lẽ. Khi phong ba bão táp thì sóng dữ dội ồn ào. Và những trạng thái đối cực của con sóng cũng chính là những trạng thái đối cực của tình yêu. Đúng không? Những trạng thái đối cực của tình yêu. Chúng ta thấy rằng là tình yêu của một con người sẽ không thể nào có sự bình yên hoàn toàn từ đầu cho tới cuối được. Chúng ta cũng phải cùng nhau vượt qua những thử thách, vượt qua những khó khăn. Cũng sẽ có những lúc giận hờn vu vơ, cũng sẽ có những lúc làm cho nhau tổn thương, vô tình làm cho nhau tổn thương. Và quan trọng nhất là bước qua tất cả những điều đó, chúng ta hướng tới mục đích cuối cùng, đó là sự chung thủy, là tình yêu tuyệt đích vô biên. Mà lát nữa khi tìm hiểu bài thứ 6 thì các em sẽ nhìn nhận được mong muốn và khát khao này của nữ sĩ Xuân Quỳnh thể hiện khắc khẩu của mình, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là đây là những trạng thái đối cực của sóng và cũng chính là những trạng thái đối cực của tình yêu. Thế vào đó chúng ta cũng hoàn toàn có thể hiểu rằng đây là những cái tính cách đối cực ở bên trong, tính cách đối cực bên trong trái tim người phụ nữ khi yêu, đúng không ạ? Trái tim người phụ nữ khi yêu. Con gái khi yêu, một nhà thơ người Ấn Độ đã viết rằng là em bảo anh đi đi, sẽ không dừng lại. Em bảo anh đừng đời, xoay vội đi ngay. Lời nói gió thoảng bay, nó mất quyền đẫm lệ. Sao mà anh gốc thế, không nhìn vào mắt em? Sao mà anh gốc thế, không nhìn vào mắt sâu? Sao mà anh gốc thế, không nhìn vào mắt sầu? Đúng không ạ? Và chúng ta thấy một điều rằng là bản thân mỗi người con gái khi yêu, mỗi người phụ nữ khi yêu thì thường mang trong mình là trái tim khá là nhạy cảm. Họ nhạy cảm với tất cả những điều mà họ gặp ở trong cuộc sống. Có thể là khi họ buồn, khi họ vui, khi họ hạnh phúc, khi họ cảm thấy phấn khởi, tự hào, khi họ lại cảm thấy tổn thương và đau đớn vì những điều rất vô vơ, đúng không ạ? Cũng chính vì thế mà chị đã xin nhắc lại 2 câu thơ nữa mà chị đã học ngay từ đầu. Vì tình yêu muôn thuở có bao giờ bình yên, và vì trái tim của người phụ nữ cứ luôn luôn thay đổi theo nhịp đập của thời gian như thế. Thế nên nhiều khi những đấng mày râu cũng tỏ ra cũng phải gọi là đáp lại bằng cái lắc đầu ái ngại rằng là chúng ta không thể nào mà hiểu được các chị đang nghĩ gì khi mà đang yêu nữa, đúng không ạ? Thế nhưng mà ở đây chúng ta có thể chia sẻ với nhau như thế này, đó là đối với các bạn nam thì các bạn hãy chia sẻ và hãy thấu hiểu với những người phụ nữ các bạn hơn một chút, đúng không ạ? Bởi lẽ rõ ràng là những người phụ nữ chúng tôi, những người con gái chúng tôi sinh ra đã là phái yếu rồi. Chính vì thế mà luôn luôn mong muốn được một cái sự chở che, bao bọc, tức là luôn luôn mong muốn sự vỗ về. Và cũng chính vì cái sự nhạy cảm ở trong trái tim đó mà dẫn tới những cái tính cách đối cực, những cái trạng thái đối cực ở bên trong trái tim của người phụ nữ đang yêu. Khi thì rất bình yên, khi thì lại dữ dội ồn ào, khi rất yếu đuối, khi lại rất mạnh mẽ, khi buồn, khi vui, khi dỗi hờn, khi giận hờn vu vơ, đúng không ạ? Và đó cũng chính là những cái tính cách đối cực trong trạng thái tình yêu của người phụ nữ đang yêu mà Xuân Quỳnh muốn nhắc đến, muốn được thể hiện ở trong 2 câu thơ này. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển xuống 2 câu thơ tiếp theo. Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bền. Tôi vẫn thấy xuất hiện ở đây là hình tượng sóng, đúng không ạ? Và thêm một hình tượng mới nữa xuất hiện, đó là sông. Có nhiều bản ghi thì ghi lại đó là sóng không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bền. Thế nhưng bản ghi ở trong 6 hoa thì lại là sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bền. Sông ở đây chúng ta có thể hiểu là một cái giới hạn nhỏ hẹp, đúng không ạ? Nếu như sông với biển thì rõ ràng là sông là một cái giới hạn nhỏ hẹp, còn bể ở đây chính là biển, chính là đại dương và biểu tượng cho giới hạn rộng lớn mênh mông, đúng không ạ? Dường như là khi con sóng ở trong lòng sông cảm thấy rằng là mình không thể nào sống trong một cái giới hạn chật hẹp và tầm thường như thế. Chính vì thế mà sóng vượt qua mọi khó khăn và thử thách để tìm ra đến biển, để tìm về đại dương. Chúng ta đều biết rằng là trong suối đổ sông, trong sông đổ ra biển lớn. Con sóng không chịu đựng những giới hạn nhỏ bé tầm thường, sóng vượt lên để tìm kiếm tình yêu, để tìm kiếm khát vọng, để tìm kiếm nơi phù hợp với chính bản thân mình, đúng không ạ? Nếu như là hình tượng sóng ở đây là một hình ảnh ẩn dụ của hình tượng em, đúng không ạ? Thì ở đây chính là biểu trưng cho hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại. Một người phụ nữ dám dũng cảm vượt qua những cái lễ giáo phong kiến tầm thường, dám dũng cảm vượt qua những giới hạn chật hẹp tầm thường, từ bỏ giới hạn chật hẹp tầm thường để có thể đi xa với biển lớn, đi xa để hòa nhập vào biển lớn tình yêu mà trái tim mình mong muốn, trái tim mình khát vọng, đúng không ạ? Và chúng ta thấy một điều rằng là Xuân Quỳnh ở đây đã đưa đến cho chúng ta một cái thông điệp vô cùng hiện đại, vô cùng mở mà đến bây giờ thì nó vẫn còn giữ nguyên được giá trị của nó, đó là bản thân của mỗi người phụ nữ thì phải tự chủ động, phải chủ động trong việc tìm kiếm và theo đuổi tình yêu của mình. Có thể là các bạn sẽ phải đánh đổi, có thể là các bạn sẽ phải từ bỏ những điều mà các bạn nghĩ rằng là nó cũng tốt, thế nhưng các bạn sẵn sàng từ bỏ nó để có thể chinh phục, để có thể đi theo, để có thể chinh phục tình yêu của mình, tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Các bạn thân mến, các em hãy chủ động lên, bởi lẽ bây giờ không chỉ là ngày xưa, là năm 1967 Xuân Quỳnh đã tác phẩm này đưa lên thông điệp đó và nó vẫn còn giữ nguyên giá trị cho đến tận bây giờ. Nó là trong tình yêu, bây giờ thì chúng ta đều bình đẳng với nhau, và các em thân mến hãy cứ mở rộng lòng mình, hãy cứ chủ động theo đuổi tình yêu của mình, hãy dám chấp nhận từ bỏ những giá trị nhỏ hẹp tầm thường để chúng ta theo đuổi điều mà sẽ phù hợp nhất với bản thân chúng ta và mang tới cho chúng ta cảm giác thoải mái và hạnh phúc, đúng không ạ? Rõ ràng ở đây chỉ có 4 câu thơ thôi, với những trạng thái đối lập của sóng suy ra những trạng thái đối cực của tình yêu, và thông điệp mà Xuân Quỳnh muốn đưa đến cho người đọc đó là khi sông đã không hiểu nổi mình rồi thì con sóng phải tìm ra tận bể. Nếu như chúng ta đang có một cái tình yêu mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể nào hòa hợp với tình yêu đó nữa thì các em hoàn toàn có thể đủ dũng cảm để đặt nó xuống, sau đó khép lại ký ức của mình rồi hướng tới một tương lai, một cánh cửa rộng mở hơn đang chờ đợi các em ở phía trước, đúng không ạ? Một thông điệp vô cùng hiện đại. Người phụ nữ sống trong thời hiện đại phải dám chủ động theo đuổi tình yêu của mình và dám chấp nhận bỏ qua tất cả những gì, những giá trị nhỏ hẹp tầm thường để chinh phục biển, để chinh phục đại dương lớn lao trong cuộc đời mình, đúng không ạ? Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu tiếp theo để xem là Xuân Quỳnh muốn truyền đạt điều gì của chúng ta ở câu tiếp theo các em nhé. Các em thân mến, chúng ta đã vừa cùng nhau đi phân tích khổ thơ đầu tiên của Xuân Quỳnh mang đến cho tác phẩm Sóng lúc nào, và chúng ta đã cùng nhau đi phân tích về những trạng thái đối cực của sóng. Từ đó thì chúng ta cũng đã tìm hiểu những trạng thái đối lập của tình yêu. Sau khi đó thì chúng ta đã nhà thơ Xuân Quỳnh đã đưa đến cho chúng ta một thông điệp, và thông điệp tình yêu vẫn còn giá trị cho tới thời điểm hiện tại, đó chính là bản thân dù là người phụ nữ thì cũng cần phải chủ động hơn trong tình yêu của mình để có thể tìm đến được tình yêu đích thực của mình, sẵn sàng có thể từ bỏ một số những cái giới hạn nhỏ bé tầm thường để đến với giá trị, đến với biển, đến tình yêu trong cuộc đời của mình như thế nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu thơ thứ hai trong bài thơ Sóng của thơ Xuân Quỳnh. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, mùi khát vọng tình yêu bồi hồi trong tuổi trẻ. Chúng ta thấy rằng là hình tượng sóng xuất hiện cùng với một từ cảm thán, từ ôi. Rõ ràng là sử dụng từ cảm thán ở đây thể hiện được rằng là trong câu thơ này một câu chứa đựng rất nhiều cảm xúc, đúng không ạ? Ôi con sóng ngày xưa được sử dụng hai cặp từ đối lập với nhau, ngày xưa và ngày sau, đúng không ạ? Và con sóng, dù là con sóng của ngày xưa hay là con sóng của tương lai, của ngày sau, của quá khứ, của tương lai, của hiện tại thì vẫn vĩnh viễn mãi mãi là con sóng, đúng không ạ? Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong người trẻ, đúng không nào? Nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong người trẻ, có nghĩa là thông điệp muốn truyền tải đến, Xuân Quỳnh muốn truyền tải đến chúng ta là gì? Những con sóng của đại dương, từ khi có đại dương xuất hiện ở trên mặt đất thì đã có những con sóng, đúng không ạ? Và những con sóng ấy thì vẫn cứ sẽ mãi sống bất diệt và trường tồn. Vẫn còn đại dương, những con sóng vẫn tiếp tục hát những khúc ca của biển cả, những khúc ca đi với lòng người, những khúc ca để nhắc nhở chúng ta một điều rằng là giống như tình yêu của chúng ta cũng giống như những con sóng, cũng vĩnh viễn như đại dương, và chỉ khi nào còn biển, khi nào còn sóng, khi nào còn những người trẻ, khi nào trái tim của những người trẻ còn đang đập trong những lồng ngực thì chắc chắn vẫn còn tình yêu. Câu chuyện tình yêu bây giờ không phải là câu chuyện của cá nhân tôi, không phải là câu chuyện của bạn, mà đó là câu chuyện của tôi, của bạn, của chúng ta, của hàng nghìn đời trước, của bao nhiêu năm trước, của hiện tại và sẽ còn kéo dài mãi cho tới tận tương lai. Khi còn con người vẫn còn có trái tim đập trong lồng ngực thì khi đó vẫn còn tình yêu, không ạ? con sóng ngày xưa, con sóng ngày sau thì vẫn sẽ là con sóng như thế, vẫn sẽ là con sóng êm ru trên đại dương, hát mãi những bản tình ca của đại dương lúc nào. Và giống như nỗi khát vọng tình yêu, đó là nỗi khát vọng của những người trẻ, không chỉ là của những người trẻ, còn của những người sẵn sàng trao tình yêu thương của mình, trái tim của họ vẫn còn động, đúng không ạ? Thì đó, thì nỗi khát vọng tình yêu vẫn còn vĩnh viễn ở trong cuộc sống này, dẫu cho thời gian có trôi đi bao lâu, dẫu cho thời gian trong hoàn cảnh có xa bao lâu, chỉ cần trái tim của họ vẫn còn đập và vẫn còn hướng về nhau thì tình yêu, sợi dây nối kết giữa họ vẫn còn mãi mãi vĩnh viễn, đúng không ạ? Đó là một câu thơ với con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong người trẻ. Những người trẻ vẫn luôn khát vọng tình yêu, và Xuân Quỳnh lúc bấy giờ ở độ tuổi 25 vẫn là một tuổi trẻ trung, đúng mà mặc dù đã trải qua những vấp ngã đầu tiên, những đổ vỡ đầu tiên ở trong tình yêu của mình, thế nhưng bản thân của Xuân Quỳnh thì vẫn nuôi dưỡng trong mình đó là một tình yêu dịu dàng, một tình yêu nồng nàn cháy bỏng, một tình yêu hướng tới sự tuyệt đích, sự vô biên, sự trung thủy. Và sự trung thủy với vô biên đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần tiếp theo của bài thơ này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang hai của thơ tiếp theo trong bài thơ 6 của Xuân Quỳnh nhé. Trước môi trùng sóng bề, em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, sóng bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Mà thế chúng ta có thể thấy trên đây, đây chính là của thơ thứ 3 và của thơ thứ 4 trong thi phẩm 6 của nhà thơ Xuân Quỳnh. Em đứng trước muôn trùng sóng bể, bây giờ thì hình tượng em đã tách mình ra khỏi hình tượng sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng, đúng không ạ? Đó là hình tượng em đã tách ra khỏi hình tượng sóng để thì thầm buông lời thì thầm hai tiếng em anh rất ngọt ngào. Em đứng trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về ai ạ? Em nghĩ về anh, em nghĩ về em nghĩ về biển lớn, và em tự đặt ra một câu hỏi cho riêng mình, đó chính là từ bao giờ, từ nơi nào sóng lên, đúng không ạ? Bản thân một người phụ nữ khi đứng trước đại dương bao la, khi đứng trước không gian của biển cả, đất trời rộng lớn, chắc chắn sẽ có cái tôi và cảm thấy tự bản, cảm thấy bản thân mình đơn độc. Đó cũng chính là lúc mà cảm thấy chúng ta muốn tìm về một nơi nào đó để nương náu cho cuộc đời của mình, và có lẽ ánh sáng của tình yêu là thứ ánh sáng dễ dàng để cho khiến con người ta khi mà mình dễ dàng nối lại nhất. Có thể bây giờ tôi đang nhớ về những kỷ niệm tình yêu của mình, có thể cả ngày tôi bận rộn với công việc, thế nhưng tối sau khi gác tất cả mọi công việc còn lại thì người đầu tiên mà tôi nhớ đến đó chính là người yêu của tôi, là những kỷ niệm tình yêu của tôi. Và bây giờ thì đứng trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về không phải cuộc sống ngoài kia, không phải là một điều gì đó quá xa vời, mà em nghĩ về anh, em nghĩ về bản thân em nghĩ về tình yêu của chúng mình, đúng không ạ? Em nghĩ về anh, em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Và em đã đặt ra một câu hỏi, em quyết tâm là sẽ phải đi truy tìm căn nguyên của con sóng để xem sóng khởi nguồn từ đâu, xem sóng bắt đầu từ đâu, và em cũng đã cố gắng để tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình nào. Sóng bắt đầu từ gió, sóng bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Em truy tìm căn nguyên của con sóng, hay cũng chính là cách mà em truy tìm căn nguyên của tình yêu. Nhà thơ Xuân Diệu thì đã từng biết rằng làm sao các nghĩa được tình yêu có khó gì đâu một buổi chiều, nó chiếm buồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu, đúng không ạ? Và cũng có rất là nhiều những cái câu hỏi đặt ra, đó là em muốn tìm hiểu chúng ta tình yêu của chúng ta có từ bao giờ, và em yêu anh từ khi nào, tình yêu từ đâu mà xuất hiện. Thế nhưng cuối cùng có vẻ như là đã có rất là nhiều nhà thơ đã bỏ cuộc trong việc truy tìm các nguyên tình yêu. Có một nhà thơ thì cũng đã viết như thế này: dù tin tưởng chung một đời một mộng, anh là anh mà em vẫn là em, có thể nào có phản lý trưởng thành của vũ trụ chứa đầy bí mật, đúng không ạ? Của vũ trụ chứa đầy bí mật. Và chúng ta thấy rằng là rõ ràng là việc truy tìm các cái tình yêu để trả lời cho câu hỏi tình yêu có từ bao giờ là một câu hỏi vô cùng khó. Và chính vì thế em đã tìm ra căn nguyên, em bắt đầu truy tìm căn nguyên. Em biết sóng khởi nguồn là từ gió, đúng không ạ? Thế nhưng em lại không biết rằng gió được bắt đầu từ đâu. Thế nên em đưa ra một cái định nghĩa tình yêu cho bản thân mình, đó là em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Câu em cũng không biết nữa là một câu thơ dùng ý nghệ thuật vô cùng đặc sắc của thơ Xuân Quỳnh. Tôi thấy ở đây là một cái lắc đầu rất đáng yêu của cô gái, đúng không ạ? Khi mà em đi tìm căn nguyên của tình tình yêu, em truy tìm căn nguyên của tình yêu, em tìm hiểu xem tình yêu của mình bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Thế nhưng em lại cuối cùng em lại phải bỏ cuộc trong cái cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu đó, và em tự đặt ra một cái định nghĩa cho bản thân mình, đó là câu trả lời của em cho việc truy tìm căn nguyên tình yêu, đó là em cũng không biết nữa, là một cái lắc đầu vô cùng đáng yêu, cũng là một cái cách trả lời vô cùng đáng yêu, vô cùng đựng tình của người ta Xuân Quỳnh trong bản thân này hôm nào. Làm sao chúng ta có thể giải nghĩa được tình yêu là gì? Bởi lẽ tôi vẫn hay tự hỏi lòng mình rằng tại sao tôi lại yêu người ấy nhiều đến vậy? Thế nhưng rồi tôi lại tự trả lời câu hỏi đó cho chính bản thân mình rằng nếu như tôi biết tại sao tôi yêu người đó thì có lẽ đó không phải là tình yêu. Bởi lẽ tình yêu là một cái cung bậc cảm xúc gì đó rất khó để có thể diễn tả. Chúng ta có thể nguyện lòng vì ai đó mà chờ đợi trong một khoảng thời gian rất dài. Chúng ta có thể nguyện lòng vì ai đó mà thay đổi. Chúng ta có thể nguyện lòng vì ai đó mà làm những điều trước giờ chúng ta cảm thấy không thoải mái, và chúng ta cũng cảm thấy rằng khi tình yêu xuất hiện, ánh sáng của tình yêu xuất hiện soi đường chỉ lối, khiến cho chúng ta vượt qua sự mù quáng, vượt qua sự nhỏ nhiên tầm thường của bản thân để hướng tới biển lớn của tình yêu, để hướng tới sự hòa hợp và đồng điệu giữa hai tâm hồn. Và đó chính là cách mà để chúng ta có thể kéo dài tình yêu lâu bền của mình, đúng không ạ? Và hướng tới một cái kết cục cuối cùng, đó là một happy ending, một cái kết quả về cho tình yêu của chúng ta đáng cười và gia đình hạnh phúc. Ở đây em đang truy tìm căn nguyên của tình yêu. Em cứ thắc mắc mãi tình yêu là gì. Em cứ thắc mắc mãi rằng em và anh yêu nhau từ khi nào, tình yêu có từ lúc nào. Thế nhưng cuối cùng em lại tự trả lời câu hỏi cho mình bằng một cái lắc đầu vô cùng đáng yêu. Nó cũng chính là một cách thể hiện vô cùng nữ tính mà nữ sĩ Xuân Quỳnh khi đang cố gắng truy tìm căn nguyên của tình yêu và cũng tự đưa ra một cái định nghĩa tình yêu cho mình. Nhưng mà Victor Hugo thì đã từng nói rằng cả vũ trụ thu lại ở một con người, và con người ấy tỏa rộng đến khắp cả thế giới ấy chính là tình yêu, đúng không ạ? Những phép về tình yêu, Ruskin đã từng nói rằng tôi yêu em đến nay chỉ có thể ngọt lửa tình chưa hẳn đã tàn phai, nhưng không để em phải được làm thương nữ, hay hồn em phải được bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không vi phòng, lúc rồi xé cái lòng ghen. Tôi yêu em yêu chân thành thẳng thắn, cầu cho em được người tình tôi đã yêu em, đúng không ạ? Tình yêu cũng chính là một trong những cung bậc cảm xúc mà khiến cho những nhà thơ làm văn ta đi tìm kiếm mãi. Xuân Quỳnh cũng đang tìm kiếm tình yêu, cũng đang tự truy tìm căn nguyên của tình yêu. Thế nhưng khi đứng trước môi trường sóng bể, em nghĩ về anh, về em và tình yêu của chúng ta. Em tự hỏi tình yêu từ bao giờ, và cuối cùng em tự trả lời cho câu hỏi của mình bằng một cái lắc đầu vô cùng lớn tình và đáng yêu. Xuân Quỳnh đã đưa cho chúng ta một cái quy luật của tình yêu, đó là quy luật của tình yêu chính là không có quy luật nào cả, và con người ta yêu nhau có thể là tất cả đều xuất phát từ trong những rung động trong của trái tim, và nếu như tìm ra được một lý do nào đó để yêu nhau thì có lẽ là đó còn không còn giữ được nguyên giá trị của tình yêu nữa rồi, như nào. Vừa rồi thì chị và các em chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về hồi thơ thứ 2, hồi thơ thứ 3 và hồi thơ thứ 4 ở trong bài thơ 6 của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang hồi thơ tiếp theo trong bài thơ 6 của Xuân Quỳnh để xem là những Xuân Quỳnh tiếp tục truyền tải cho chúng ta